sao chúng ta lại ở đây? Đây là phù thủy phương Bắc sao? Coi kìa, đồng hồ đang đếm ngược. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Phù thủy, mày làm sao vậy? Chỉ còn một chút nữa thôi. Rốt cuộc là chúng ta đang ở đâu vậy? Rex, mau coi kìa, đồng hồ chạy lại rồi. Ngày tháng trên đó nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đang ở quá khứ của Dino. Quá khứ của Dino? Phải, chúng ta vừa quay lại hành tinh Dino vào 10 năm trước. 10 năm trước? Chào đã, tiếng đồng đó có phải là... Hãy cho tôi ra khỏi đây ngay. Đó là giọng nói của Emily đúng không? Hình như là cánh cửa này hỏng rồi cho nên không mở được. Nghe như âm thanh của một vụ nổ lớn vậy. John và tôi sẽ ở lại đây tìm cách cứu Emily. Các cậu mau ra ngoài coi có chuyện gì đi. Tuân lệnh. The Infernal. Đỡ lấy nè. Bánh xe lốc xoáy. Tụi tôi tới ngay đây. Dạ. Dạ. Hợp nhất đại nô xuất sinh. Dạ. Ngươi là bậc thầy Dino? Phải, tương lai tôi khá là nổi tiếng đó. Chào đã, Ken. Bậc thầy Dino, ai cho ngươi quyền quay trở lại sau tất cả mọi chuyện này hả? Tôi cũng không rõ, chắc là lỗ hổng thời gian nào đó. Ngươi ở đâu khi chúng ta cần ngươi nhất? Khi hành tinh này bị tấn công, năng lượng bóng tối đã nuốt chửng mọi ngóc ngách ở nơi đây. Cả thành phố bị tập kích. Chính mắt ta đã chứng kiến tất cả. Rồi chúng bắt cóc em gái ta, đưa đi mất. Trong lúc đó thì bậc thầy Dino nhà ngươi lại chẳng thấy đâu hết. Ken, chúng ta không cần ngươi giúp đỡ nữa. Đồ vô dụng. Chờ đã, Ken. Đừng đuổi theo, cứ để cậu ta đi. Ken nói chúng đã bắt cóc em gái anh ấy, chúng ta phải giúp Ken. Cậu đã quên rồi sao? Cậu ta đã phản bội chúng ta. Cậu ta không xứng đáng được giúp đỡ. Hơn nữa đây là quá khứ, ta cần phải cẩn thận. Nếu không ta sẽ làm đảo lộn cả tương lai. Thôi nào, bây giờ chúng ta giúp anh ấy, rồi tương lai anh ấy sẽ giúp lại chúng ta mà. Rex nói có lý đó. Ông cũng đồng ý sao? Rất có thể những gì ta làm hôm nay sẽ có ảnh hưởng tốt tới tương lai. Hả? Ta chẳng muốn giúp nhà ngươi đâu hả? Gì? Chào anh bạn. Giờ ta cùng một phe nha. Mau mở cánh cửa này ra đi. Mình đang cố hết sức đây. John, cậu chắc là cậu sửa được chứ? Tất nhiên, tôi nghĩ là chắc là có trục trặc gì đó với bộ mạch vận hành động cơ. Tôi đoán khả năng cao là vậy, cho nên tôi chỉ cần nói ngược mạch điện lại là cánh cửa sẽ mở ra ngay. Phải rồi. Thử nói mạch này qua đây coi. Không, không được rồi. Vậy thì nói thử cách này xem sao. Vẫn không có tác dụng. Cậu đứng lùi sang một bên kia đi. Regina, cậu tính làm gì với cây búa đó vậy? Cái cậu không cứu mình mà đứng đó nước ngoài vậy? Có đôi khi cách giải quyết tốt nhất lại chính là cách đơn giản nhất mà. Này chờ đã. Tới giờ đập rồi. Hãy hệ thống vừa phải chịu gia đập mạnh, kích hoạt cơ chế bảo vệ phụ trợ. Thấy chưa, dễ như ăn kẹo. Cậu tính phá hủy con tàu hả John? Nó đang phản ứng rồi kìa. Là tôi làm đó Emily.
Nhưng nhìn cậu hơi... Cánh cửa ở đây sao? Dino nô lệ dùng một lối vào để tới đây, mở cuộc tấn công. Lối này dễ vô hơn những lối khác vì nó nguy hiểm hơn. Được rồi đó, mọi người lùi lại đi. Ôi trời, nó chẳng suy nhê gì hết trơn. Tôi thấy có cái gì đó đáng ngờ lắm. Chúng ta không nên vội vã nhảy xuống. Không có thời gian tìm lối khác đâu. Ai nhát thì cứ ở lại đây đi. Wow, Ken, Akan, mau nhảy thôi. Biết ngay là cậu ta bị bắt mà. Các cậu biến hình thôi. Mình không chém được vì hắn đang giữ kem trong tay. Không cần lo lắng cho tôi, cứ tấn công đi. Nhưng tôi... Cậu nghe rồi đó, đừng để cậu ta phải nhắc lại lần nữa. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Anh kiếm hoàng đế. Leo lên nào. Toan lên. Đã được rồi. Giờ thì hết khiên chắn để dùng rồi nha. Inferno Sway. Mục tiêu hoàn toàn bị tiêu diệt. Ủa, Emily, cậu nhỏ lại thành con nít rồi. Mình nhỏ lại, thật rồi. Sao có thể như vậy được chứ? Ta cũng không biết nữa. Có lẽ khi mà chúng ta quay lại 10 năm trước, cậu bị kẹt ở ngoài cho nên là cậu... Động cơ chính đã phục hồi, khởi động quá trình tìm kiếm đích đến tiếp theo. Tụi này mới là người quyết định sẽ đi đâu. Hoàn thành tìm kiếm, tất cả sẽ quay lại điểm khởi đầu sau 5 phút nữa. Ở đây yên tĩnh quá, dấu hiệu chẳng lành. Mọi người hãy cẩn thận đó. Các cậu, coi cái tượng kỳ dị này nè. Rex, cậu nghe thấy mình không? Emily, nhìn cậu nhỏ xíu hả? Đúng vậy nè. Emily biến thành con nít rồi. Đã để sao nói đây. Nghe nè, con tàu sắp khởi hành rồi. Từ giờ tới lúc đó thì chỉ còn 5 phút nữa thôi. Cái gì? Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa để... Emily. Cái gì? Hả? Em gái Ken chính là Kaya sao? Kaya. Vô dụng thôi, anh ấy sẽ bị kéo vào đó mất. Kaya. Không, Como Saraski. Ken, anh không sao chứ? Ta bị kẹt rồi, phải tìm cách thoát ra ngay, nếu không ta sẽ chết hết. Có chuyện gì vậy? Cậu chủ, Akan biến mất rồi. Phù thủy Phương Bắc đang triệu hồi chúng ta về tàu. Nhưng chúng ta không thể để Ken ở đây một mình được. Thần rộng, leo. Chờ đã, rốt cuộc các người là ai? Tụi tôi là... Vậy là ngươi cũng chuẩn bị biến mất giống họ hay sao? Ken, chuyện này có hơi khó giải thích. Nhưng ngày
ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Tới lúc đó, tôi hứa với anh, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu Kaya. Nếu vậy, ta sẽ nhớ lời hứa đó. Hình như chúng ta đã thay đổi tương lai rồi. Cosmosaurus, hắn đã dùng em gái để uy hiếp ta. Dùng Kaya sao? Vậy là nô lệ Dino đó do Kaya điều khiển hả? Kaya, tỉnh lại đi. Vô ích thôi. Bây giờ Kaya đã hoàn toàn bị năng lượng bóng tối chế ngự rồi. Chỉ có người mới có thể giúp em ấy quay trở về với ánh sáng mà thôi. Ta trả lại cho ngươi viên đá trồng này. Ôi Ken, cũng nhờ có anh mà mọi người tìm được đủ số đá rồi. Phải, ta giao Kaya cho ngươi. Bảo cải đạo động thân rồng tiến hóa. Đại đô chúng ta hợp nhất. Đại đô sư phụ hợp nhất. Đại đô chiến đấu thôi. Yeah. Xóa tan bóng tối với sức mạnh của ánh sáng. Ánh sáng thiên hà. Kaya. Ken, anh đi rồi. Kaya, anh quay lại cứu em sao? Đúng là bọn ngốc. Rồi các ngươi sẽ hối hận vì từ bỏ sức mạnh bóng tối. Kích hoạt năng lượng khẩn cấp, ngăn chặn bộ máy quỷ diệt. Xin nhập nhận diện bằng giọng nói. Được rồi, phù thủy phương Bắc khởi động hệ thống chiến đấu. Giọng nói không trùng khớp. Hả? Cô không nhận ra tôi sao? Tôi chính là chỉ huy đây mà. Không trùng khớp. Mình nghĩ là cô ta không nhận ra vì bây giờ cậu nhỏ lại rồi. Mình hiểu rồi. Phù thủy phương Bắc khởi động. Giọng nói không khớp. Nè Emily, cậu bình tĩnh đi. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của bóng tối. Với tất cả số viên đá rồng trong tay, đã tới lúc ông phải đầu hàng rồi. Bọn ta sẽ không để cho bất kỳ ai bị bóng tối của nhà người chế ngự nữa. Làm vậy cũng vô ích thôi. Đứng lại. Akin, leo. Yeah. Dino, siêu mạnh. Kaya, tỉnh lại đi. Đây là đâu? Hả? Rex? Em đừng lo Kaya, chúng ta có thể thắng mà. Thần rồng đã lấy lại sức mạnh rồi. Đừng mà. Rex, nguy hiểm lắm đó. Đau quá, ôi đau quá đi. Ta sợ quá cơ. Đây là sức mạnh ánh sáng mà nhà ngươi nói sao? Ghê gớm chưa? Ông muốn nói cái gì hả? Ngươi phạm phải sai lầm rồi, không thắng được đâu. Và 10 năm trước, ngày mà Rex và anh trai tới cứu tôi. Lúc đó, Cosmosaurus đã phát hiện ra thần rồng và nhắm vào ông ấy. Cosmosaurus, hắn ta biết tất cả mọi thứ sao? Ôi,
Rex ơi, sức mạnh của nguồn sáng đến từ các vì sao trong vũ trụ. Ngay lúc này vũ trụ bị bao bọc bởi bóng tối, cho nên viên đá đã hoàn toàn bị suy yếu. Người nói không hề sai. Trong suốt 10 năm qua, ta đã xâm chiếm toàn bộ ánh sáng trong vũ trụ và bóng tối. Mau im đi, như vậy thì sao chứ? Các ngươi chỉ nằm trong lòng bàn tay ta thôi. Aket, Leo, mau dùng đại bác siêu khủng. Được rồi, hành động thôi. Chúng ta sẽ thắng. Tập hợp ánh sáng, bảo vệ vũ trụ này. Đại bác cũng cần đi ra siêu khủng. Vô ích thôi. Sức mạnh của các ngươi đã không đủ để đấu với ta nữa thôi. Những thứ này chỉ mới là bắt đầu thôi. Chưa gì đã hết sức thả bất thầy trái câu. Rex, chúng ta phải giúp họ. Khởi động đi mà. Làm ơn, tôi ra lệnh cho cô đó, giúp tôi đi mà. Giọng nói được nhận diện, yêu cầu chấp nhận. Ta sẽ làm cho các ngươi không thể hợp nhất được nữa. Các ngươi chỉ còn khiên trắng này thôi sao? Tôi không thể di chuyển được thân rồng. Đúng đó, không cầm cự được lâu hơn nữa đâu. Sau khi bỏ phục vậy, chúng ta sẽ không còn đủ sức mạnh để hợp nhất nữa. Vậy phải làm sao? Ánh sáng của thế giới này bị bóng tôi ngăn chặn, nhưng vẫn chưa mất. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc thì ánh sáng sẽ lại hồi sinh. Còn lại trông cậy cho mọi người. Người ăn mừng quá sớm rồi, Omosaurus. Người nên từ bỏ đi. Sao lại như vậy? Đây là món quà cuối cùng của ta. Thân dòng Titanos, nhà ngươi đã bật chế độ tự hủy diệt viên đá rồi sao? Để trừ khử được ngươi, dù có phải đánh đổi bản thân, ta cũng sẽ làm. Không được, như vậy thần rồng sẽ mất mạng thiệt đó. Không, đừng mà. Đừng mất niềm tin, hãy cái chiến binh. Không, thần rồng. Thần rồng. Tội nghiệp quá. Thành liều giúp ý. Nhân kiếm hoàng đế. Hả? Chuyện gì vậy? Trò này cũng không vui chút nào. Không, Akan. Không được động tới Chris. Một phiền phức này thật là... Không! Ông mau chết đi! Cháu chủ ca chân! Leo không! Leo tỉnh lại đi! Mình không sao. Cosmo Saurus. Yeah.
từ bỏ đi thằng nhóc. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Thật là buồn cười, người mất hết hy vọng rồi. Bất thầy Dino thua cuộc. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Từ bây giờ vũ trụ là của ta. Go!
cả vũ trụ này bây giờ sẽ thuộc về Cosmosaurus. Rex, cậu phải đứng lên chiến đấu đi mà. Tôi chỉ sợ sẽ tiếp tục mất đi những người bạn. Tôi đã hiểu rồi. Tôi hiểu tại sao thần rồng và những người khác họ hy sinh bản thân để bảo vệ cậu. Khi tôi tới trái đất để đưa chuông báo cho cậu, tôi chưa từng nghĩ cậu có thể chiến thắng. Nhìn cách cậu vui vẻ, lúc nào cũng ngây thơ, trẻ con nữa chứ. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu cảm giác của cậu. Cậu có trái tim thuần khiết. Tôi tin cậu hơn bất cứ ai. Bậc thầy Dino Rex, chiến đấu đi. Bọn tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Và khi bọn tôi vẫn ở đây, cậu cũng không được bỏ cuộc. Rakina, được rồi, thân rồng đã từng nói chỉ cần mình không bỏ cuộc thì ánh sáng sẽ không bao giờ biến mất. Cậu cháu, chưa một ai từ bỏ niềm hy vọng đặt ở nơi cậu hết á. Rex. Hả? Thần rồng. Các cư dân của hành tinh Dino đang tập hợp tất cả ánh sáng của niềm hy vọng và ý chí. Cảm giác thật tuyệt vời. Ánh sáng hy vọng do mọi người gửi tới. Chuông báo khởi động. Thần rồng tiến hóa. Kết thúc rồi, thiết lập lại trật tự mới. Người đúng là cố chấp. Đừng hòng đạt được mục đích. Cosmosaurus, ta sẽ khiến người biến mất mãi mãi. Ngươi đừng phí thời gian và công sức nữa. Đây là không gian bóng tối do ta tạo ra. Ngươi không thể nào thoát ra được đâu. Cũng tốt thôi, vậy giải quyết ở đây luôn đi. Sau đó tôi sẽ tự thoát ra.
để coi ngươi mạnh miệng được bao lâu. Cố lên Dress, cậu làm được mà. Ta sẽ dập tắt tất cả ánh sáng trong vũ trụ. Không có ánh sáng làm sao có bóng tối hả đồ ngốc? Người nghĩ chỉ với một viên đá thiên hà có thể ngăn được ta hay sao? Hả? Sức mạnh của ta là năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Ta sẽ thâu tóm tất cả mọi thứ trong tay mình. Đừng có mờ. Mọi người cẩn thận. Nhà ngươi hãy nếm mùi vị của sức mạnh vô cực kỳ. Tất cả ánh sáng từ những gì sao vũ trụ đang biến thành bóng tối rồi. Phải ngăn hắn lại. Chúng ta đều có ánh sáng, là ánh sáng của hy vọng. Mỗi một người đều sở hữu nó. Ánh sáng đó chứa sức mạnh vô cùng lớn hơn bất cứ ngôi sao nào khác. Không cần biết tối tăm ra sao và nỗi sợ lớn thế nào, Rex, không một ai có thể dập tắt ánh sáng. Lên đây đi, ta sẽ giết hết cùng một lúc. Sao lại như vậy? Thanh kiếm trọng cùng thanh kiếm thiên hà đang nạp năng lượng vào hợp thành một. Người có làm gì cũng vô ích thôi. Ông cũng chỉ là một phần của vũ trụ này thôi. Rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ là bậc thầy Dino vô dụng. Không thể nào như vậy. Tại sao chứ? Không, 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 không! Hay lắm! Sức mạnh của Cosmos Aurora đã bị phong ấn trong thanh kiếm này. Những năng lượng tập hợp trong lỗ đen bóng tối vừa bị phát nổ kìa. Chúng ta phải ngăn nó lại ngay. Đi thôi Thần Rồng. Không, Rex, mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Cậu đi đi. Thần Rồng, muốn ngăn cản những lỗ đèn bóng tối phát nổ thì chỉ có một cách, là hủy diệt nó từ bên trong. Thần Rồng. Rex, được chiến đấu cùng với cậu tôi rất vui. Ôi, cảm giác thật là tuyệt vời. Ở bờ biển chỉ có hai chúng ta, là cậu và mình thôi, Rex. Không gian này làm mình vừa nghĩ tới pizza và một ly coca lạnh. Rex à, hôm nay cậu hãy dành thời gian cho hai chúng ta đi nha. Ken, Kaya, mọi người đều tới rồi hả? Đúng rồi, John nói là hai cậu đang ở đây. Ăn pizza, phải ăn cùng bạn bè mới ngon chứ.
Tôi vừa nghĩ tới bánh pizza xong thì mọi người xuất hiện luôn đó. Sao cậu không biết cái gì gọi là tinh tế hả? Mình thấy đây chính là địa điểm lý tưởng để mà ngắm hành tinh đen ngơ đó. Wow, đúng đó, nhìn thấy rõ quá đi. Cuộc chiến tuy rất là căng thẳng, nhưng trái đất và hành tinh Dino ngày càng gần hơn. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Phải đó, từ giờ tôi có thể tới trái đất thăm Red nhiều hơn. Chị nói cái gì vậy Kay? Red là của tôi đó nha. Nè tụi con, qua lấy bánh pizza ăn đi. Giác. Ngon quá. Ngon quá đi. Còn bóng vị, hấp dẫn thật đó. Thống trị thế giới. Mỗi lần là bánh pizza. Magic in our secret recipe. We